Xin chào cô chú, các anh chị. Hôm nay trời cũng ấm, trời Houston cũng ấm. Thử ra em đi trộn đất để thay đất cho mấy chậu cây mẫn cầu, để chuẩn bị cho cái vụ xuân ấm áp sắp tới. Bây giờ thì cây rễ nó còn ngủ đông, nó còn dormant. Thành thử ra là nó rất là tốt cho cái việc thay rễ hoặc là sang chậu. Bây giờ em trộn đất thì đây là đất potting soil. Quý vị có thể sử dụng bất cứ loại potting soil nào. Cái đây là đất của Costco. Hoặc là có thể sử dụng loại thay ló. Cái này thì mua ở Home Depot. Em thì em thích cái loại này hơn, tại vì nó có nhiều đất thịt hơn là cái đất của Costco. Cái này là hai bao đất. Hai bao đất thì loại này á là thay lót, còn loại này là của Costco. Nó giữ ẩm rất là nhiều. Thì cái này nó trộn sẵn hết rồi, nó có cát, nó có peat moss, nó có everything, nhưng mà nó nhiều đất thịt hơn. Mình có thể phân biệt được hai loại khi mà mình nhìn gần. Chèn ơi, đây. Ô, sao em lấy chúng cái nào nó cũng dính kia ấy. Đó, cái loại này nhìn kỹ nè. Đó thì nó có cát trong này sẵn, nó có đất thịt, nó nặng hơn cái loại của Costco, của Miracle Grow. Thông thường thì mãn cầu nó cần phải có cát, thành thử ra là bắt buộc. Đây, các sư phụ trồng trọt mãn cầu thì luôn khuyến cáo phải có cát, thì em sử dụng loại cát này. Nó có nhiều loại cát lắm, có thể mua cái loại cát xây dựng, nhưng mà em thấy em thích nhất là cái loại cát này, nó mắc hơn 1 đồng so với cát xây dựng, nhưng mà cái hạt nó to hơn. Thì cái trồng mẫn cầu thì bắt buộc phải trộn cát vô nha quý vị. Đó, thì hai bọc potting soil thì em sẽ trộn nửa bọc cát thì đây thôi. Và kế tiếp cần phải có là phân bò. Thì phân này em mua 3 tháng trước rồi, thành ra bây giờ nó cũng oai rồi. Thành ra em trộn nửa bao. Nếu mà cái mùa này á, thì mình trộn phân bò được nhiều, nhưng mà bắt đầu vô mùa nóng thì mình không có trộn phân bò được nhiều ha quý vị ha. Nếu mà vô mùa hè, mùa nóng thì mình chỉ trộn khoảng chừng 1 xẻng thôi, chứ không có được bỏ nhiều như vậy. Bỏ nhiều như vậy nó sẽ nóng lắm. Nhưng mà cái mùa này nó còn lạnh, thời tiết của mình còn rất là lạnh, thành ra phân bò nó giúp giữ ấm cho cây. Cái phân kế tiếp cần á là phân gà. Cái chậu mới cầm cái nó bể rồi, đồ dởm nó phơi nắng như vậy. Đây là phân gà nó đã oai rồi, nó đã qua xử lý, nó hạt như vậy nè, nó không có thúi. Các anh chị có thể kiếm mua ở Ace Hardware. Đó, còn nếu mà mua ở mấy cái nursery Việt Nam thì phân gà nó nhẽo nhẽo à, nó không có tơi xốp như vậy, nó không có thành từng hạt như vậy. Kế tiếp là earthworm casting. Earthworm casting thì cái này rất là cần, để mà nó trong này nó có chứa cả trứng dung. Thì mình trộn đất một thời gian sau thì trứng dung nó sẽ nở thành dung. Phân dung là cái phân rất 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 là tốt, mà nó không có làm cho nóng cây. Thì em trồng, em trộn một bao như vậy, 6 thao, nhưng mà dùng hết một chút xíu cho mấy cái chậu gì á, quên mất rồi. Xong tới cái này là không thể thiếu ha. Cái này là khoai lai. Có thể dùng này thì chắc có 1 hiệu thôi. Cái này nó làm cho đất tơi xốp. Kế
tiếp nữa thì mình sẽ dùng cái bếp mót bỏ ngoài trời, bữa giờ mưa gió hay nữa ra nó nặng quá trời quá đất. Đây bếp mót nó giúp giữ độ ẩm cho đất của mình, giữ độ ẩm nhưng mà phải thoát nước tốt ha quý vị ha, chứ nếu mà mình để đất không á, thì độ thoát nước không có tốt là mảng cầu sẽ bị thối rễ. Mảng cầu là cái thứ nó cần nước nhưng mà nó phải thoát nước, chứ nó không có đọng nước được. Nếu mà mình trồng ở những cái chỗ thấp, đặc biệt là những cái vùng như Houston, đất rất đất sét không hà, thì nó sẽ làm cho cây rễ mảng cầu nó bị hư, úng nước và chết cây đó. Rồi sau khi mà pha chế nêm nếm xong rồi thì mình có cái sau trộn đất, trộn đều lên, mix các loại đất. Ý quên, em còn phải cho một phần đất native. Đất native là cái loại đất mà mình lấy ở dưới trong vườn nhà mình đó quý vị. Đó, gọi là đất native. Nó như vậy nè. Đó, thì khi đào lỗ rồi nó giữ mấy cái đất này lại, thì mình cũng phải để một phần đất này nữa. Tại vì cái đất của mình á, nó nặng lắm. Còn cái đất mà potting soil với mấy cái loại đất mà mình mua trong bọc á, họ pha rất là nhiều cái bột gỗ cây, thành thử ra là nó không có, khi mà nó một thời gian sau là nó hóa mùn, nó chuyển hóa thành đó. Trong cái đất native nó có cả giun, không có cả giun. Đây mấy bạn giun đây, dễ thương không? Đó nó tốt lắm, đất này nó có nhiều chất. Rồi bây giờ em trộn nha, trộn tiếng ồn lắm. Rồi em trộn xong rồi em sẽ tới cái phần là thay đất cho các cây mãng cầu ở đằng kia đó, mấy cây mãng cầu nhỏ đó. Bây giờ là thay đất là tốt nhất. Rồi em chào quý vị, lát nữa mình quay lại ha.